Chào anh ba. Không đi cà phê pháo đâu anh ba ơi. Nay về được 3 củ đinh lăng. Chất VIP luôn. Bác nào có nhã hứng không? Rước em về. Tết này lấy đồ để chơi. Toàn chân dài hàng VIP luôn ạ. Em đang nhà anh ba ơi. Em đang nhà. Giờ mới xong việc đây. Giờ mới xong việc anh ạ. Chào anh Doãn Anh Đức ạ. Làm sao anh Hà ơi, làm sao mà bia rượu kiểu gì mà lại thủng được dạ dày? Chào chị anh. Đây. Toàn chân dài này các anh ạ. Chào Thắm nhá. Mọi người chia sẻ bài hộ em với nhá. Nhờ mọi người lâu lâu không livestream, nhờ mọi người chia sẻ lại cho em cái. Lâu lắm rồi không livestream. Nhờ mọi người chia sẻ lại hộ em với nhá. Chào anh Hùng. Chào Long. Chào cả nhà nhá. Đây. Đinh lăng đây nhá mọi người nhá. Đây lá đinh lăng này. Đây là đinh lăng đây. Đinh lăng tẩu. Bác định nghĩa cho em cái đinh lăng tẩu có nghĩa là như thế nào hả bác? Bác cây cảnh quyền phước. Bác định nghĩa hộ cho em cái ạ. Chào giám đốc Phong Lưu. Đinh lăng tẩu này bác không không nên mua bác cây cảnh quyền phước ơi. Bác thử định nghĩa cho em xem là cái đinh lăng tàu với cái đinh lăng ta nó là như nào hộ em với ạ. Học dốt nên là em cũng không 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 biết được định nghĩa được đinh lăng tàu với đinh lăng ta như nào. Đây em chỉ biết đây là cái cây đinh lăng này. Chào anh Tuyển Dương, chào Đức, chào Quyết. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp cho mình với nhá. Lâu lắm rồi không livestream. Lâu lắm rồi không livestream lại. Hôm nay nói nó cứ hơi ngượng ngượng. Đấy. Đinh lăng nhà em đây. Thế bác nhìn có bán chịu anh ơi. Bác cho em biết là cái cách nhận biết đinh lăng tẩu với lại đinh lăng ta nó như thế nào với ạ? Em đi đào đinh lăng bao nhiêu năm nay rồi, đi làm đinh lăng bao nhiêu năm nay rồi em chưa chưa biết được là đinh lăng tàu với đinh lăng ta nó như thế nào cả. Bác thử nếu mà bác biết thì bác chỉ giáo cho em với được không ạ? Đây ạ. Đây ạ, lá nó đây bác ơi. Đúng rồi, lá này ăn nem rất là ngon đấy ạ. Bác làm lại từ đầu ạ. Ok, em cảm ơn anh Tuyển Dương nhá. Đây, chân dài đấy. Vâng, ok bác cây cảnh quyền phước ạ. Đấy, hàng nhà em đấy. Chân dài đang đi tìm đại gia. Củ này là 4 cân. Củ này 4 cân, củ này 5 cân ạ. Ok bác cây cảnh quyền phước ơi, không sao bác ơi. Anh em trao đổi trêu nhau tí mà không vấn đề gì hết, anh em trêu trêu nhau tí ok hết. Ok anh ba ơi, cây nào cũng đẹp cả, không những đẹp độc mà lại còn đáng đồng tiền nữa anh ạ. Đây củ này 6 cân 3 đây, củ này 6 cân 3 này nhá.
ngồi gần buổi tối này các bác tha hồ ngửi mùi rực, ngửi mùi đinh lăng nó tỏa lên thơm ngào ngạt luôn. Đấy, nhờ mọi người chia sẻ livestream giúp em với nhá. Đấy, đảm bảo hàng này mà rửa sạch sẽ lên nhìn khác hẳn luôn. Hàng này mà rửa lên nhìn khác hẳn luôn các bạn. Đây trời tối livestream nó thế thôi. Củ này 3 triệu này. Củ này 3 triệu có bác nào quất. Củ này 3 triệu có bác nào quất không? Đây, 3 triệu. 3 triệu với đầu tư cái bình hàn nữa. Ok Thắng ơi. Ok Thắng nhá. Cứ về đi khắc có đồ để nhá. À rượu thì đây nhá. Rượu thì rất là nhiều. Đấy. Sần sù nổi mụn rồi. Hàng già rồi đấy các bạn. Nhờ mọi người đang xem chia sẻ bài giúp hộ cho mình với nhá. Lâu lắm không live stream này. Nói chuyện cứ ngượng thẹn thẹn. Đấy. Hàng nhà em xuôi tít luôn đấy. Củ 6 cân 3 này vào bình Hàn Quốc quá ok luôn các bạn. Củ 6 cân 3 này vào bình Hàn Quốc quá ok luôn. 6 cân 3. Rất là nhiều rễ. Chào bác Mai Thế Thành nhá. Củ em đang quay đây là 6 cân 3. Thống giọng luôn Thắng nhờ. Củ em đang quay 6 cân 3 này. Củ em đang cầm chỉ tay đây là 4 cân này. Đây để em dựng nó hơi tách tách nhau ra cho mọi người nhìn nhá. Đây là củ này 5 cân. Củ này 5 cân nha các bác nhá. Hàng quá ok luôn. Hàng này là vừa mới đi đào về, chưa rửa ráy gì cả nên là nhìn nó hơi nhếch nhác tí thôi. Nhưng mà rửa ráy tắm rửa sạch sẽ nên là trắng hơn ngọc trinh luôn. Đẹp không tì vết luôn. Cho nó nằm xuống luôn nha. Đấy. Giờ em mới bắt đầu mới đang xong việc để live stream tí đây này anh ba ơi. Giờ mới xong việc được tí ấy. Đấy. Củ này vào bình 16,8 này, quá ok luôn. Ép dễ vào 16,8 hoặc là chơi hẳn 25,8 luôn, 21,8 luôn. Hàng này mà các bác đục thì cũng là ok luôn này. Đấy, hàng này mà đục là cũng là ok luôn này các bác này. Cũng hơi bận tí anh bạn. Từ sáng giờ em đã ghé qua quán được tí nào đâu. Đây. Hàng này nó rất là nặng nên là không. Đấy. Xuôi tít một tắp luôn. Đâm thẳng vào bình 25,8 luôn. Làm lấy một bình anh ba ơi. Mạnh dạn làm lấy một bình anh ạ. Đấy. Không phải lúc nào cũng có hàng này mà chơi đâu. Đấy. Chào anh Tuấn nhá. Xuôi tít một tắp luôn. Đây. Dễ quay gần cho các anh xem này. Sần sùi luôn rồi này. Đấy. Củ này vào 25,8 là chấm hết luôn này. Không chê được vào đâu luôn. Nhận làm bình luôn cho các bác nhé các bác nhé. Nhận lên bình luôn nhá. Các bác nào mà không có thời gian lên bình là em nhận lên bình luôn cho các bác nhá. Đây là đinh lăng đây. Đinh lăng ngâm rượu. Đấy, đinh lăng ngâm rượu đây các bác.
Củ này 5 cân nhá. Củ này 5 cân. Củ này 4 cân. To đại cô lồ luôn. Rễ rất là to luôn các bạn. Cảm ơn bác Nguyễn Xuân Tiên nhá. Toàn hàng tuyển hàng đẹp thôi đấy bác ơi. Đây củ này là 6 cân 3. Em cho nằm luôn xuống nhá. Em cho nằm luôn xuống. Đây. Củ này 6 cân 3. Quá đẹp luôn. Vào bình hàn quá ok luôn ạ. Loại này vào bình hàn quá ok luôn. Bác nào thích đục đẽo cũng đục được. Thân rất là to. Dễ nhiều. Đấy. Xui tít tù mù luôn. Chỉ việc cho thẳng vào bình thôi. Củ này về chỉ việc cho thẳng vào bình. Không phải cựa nhiều. Đây là củ 4 cân. 4 cân. Dễ thưa thôi nhưng mà rất là to. Ok, cảm ơn bác Nguyễn Xuân Tiên nha. Nhờ bác Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ giúp em bài viết, chia sẻ giúp em livestream này với nhá. Nhờ bác Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ, nhờ mọi người đang xem livestream chia sẻ bài giúp cho em với nhá. Đinh Lăng này bán chuyên các loại đồ ngâm rượu ạ. Các bác nếu mà thích đồ ngâm rượu thì các bác kết bạn Facebook với em nhá. Các bác kết bạn Facebook với em. Em có rất nhiều hàng luôn. Rất nhiều các loại đồ ngâm rượu phục vụ cho cả nhà luôn. Đây là củ 4 cân. Đấy, quay gần cho các bác xem. Hàng ok luôn. Ok, em cảm ơn bác Nguyễn Xuân Tiên nhá. Đây là củ 5 cân này. Củ 5 cân này mà vào bình 25,8 lít là... À, ok bác Nguyễn Xuân Tiến. Tại vì Facebook nó không có dấu nên là... nên là đọc cứ hơi lộn lộn tí. Đây ạ, củ này là 5 cân này. Củ này vào 25,8 lít, quá ok luôn. Đảm bảo có một bình rượu đẹp cho các bác chơi luôn. Cảm ơn anh Ba nhá, anh Ba ơi chia sẻ bài giúp cho em với nhá anh Ba ơi. Mọi người đang xem chia sẻ bài giúp cho em với nhá. Lâu lắm rồi không livestream. Lâu lắm rồi không livestream, cứ bị ngượng ngượng. Đây là củ 5 cân. Đây là củ 4 cân. Có 3 củ. Tất cả có 3 củ các bạn. Ok, em cảm ơn anh Ba nha. Tất cả có 3 củ này. Củ 6 cân 3 này. Củ 4 cân và củ 5 cân. Đảm bảo hàng nét nẹt nẹt luôn. Đảm bảo Đinh Lăng nếp bắc mình luôn. Bác nào thích củ nào em báo giá luôn củ đấy nhá. Bác nào thích củ nào em báo giá luôn củ đấy. Quá nét luôn các bạn. Bác Huy Phúc có làm củ chơi chơi không? Đấy, ba củ, đúng ba củ,
Này em có đúng 3 củ rồi các bạn. Đấy, chào anh ba ơi, em đang livestream đã. Lát xong rồi có gì em gọi video cho anh nhá. Chào bác Mai 4 nhá. Chào anh Đông. Ok, cảm ơn bác Huy Phúc. Phải đến 2 tháng này mới livestream lại đấy mọi người ạ. 2 tháng này mất tích, 2 tháng này lâu lâu phải kiếm củ livestream lại cho mọi người nhớ tí. Mọi người tưởng mất tích trốn nợ. Đây, hàng 5 cân. Vào 25,8. Chào anh Thu. Anh Thu ơi, thấy củ này có chất không? Củ này 5 cân anh Thu ạ. Bác Tiến lại à, đây rồi, thấy bác Tiến đây rồi. Anh Ba. Củ này 4 cân. Chào anh Thà nhá. Chất, chất quá chất luôn anh ơi, chất hơn nước cất luôn. Khuya rồi mà vợ vẫn chưa ngủ đây anh Thà ơi. À, vẫn chưa cho ngủ đây. Đấy, nhờ các anh chia sẻ bài giúp cho em với nhá. Nhờ các anh chia sẻ bài giúp cho em với. Lâu lâu livestream lại tí. Củ này đang quay này, 5 cân này anh này. Củ này 4 cân này. Đảm bảo hàng này mà rửa đi đẹp hơn Ngọc Trinh luôn. Đây củ này mà ai mà khắc là ok luôn này. Củ này mà điêu khắc là chấm hết luôn này nè. Đấy. Củ này 6 cân 3 này. Nét này nẹt luôn. 6 cân 3. Hàng nó hơi là to một tí nên là em không cầm được. Phải để như này để quay luôn các bạn. Anh Ba đang đi chơi đâu đấy anh Ba? Quá chất luôn. Ok, em cũng mong vậy anh Ba ơi. Ôm ba củ này là cũng chóng hết cả mặt rồi đây. Facebook của em đang bị trục trặc. Facebook của em đang bị trục trặc. Không biết là đồng chí nào ghen ăn tức ở đang báo lỗi Facebook của em. Nên là đăng bài nó hơi khó. Mất hết bạn bè rồi. Đấy. Chào Mạnh nha. Chào Việt Kiều nha. Việt Kiều có muốn làm một củ đinh lăng để về nước để chơi không đây? Củ này 6 cân 3. Hàng này là chưa rửa thôi. Hàng này mà rửa lên đẹp như Ngọc Trinh luôn. Nhờ anh em bạn bè chia sẻ bài viết trên trang cá nhân với lại trên các hội nhóm của mọi người giúp em với nha. Mọi người chia sẻ giúp em trên trang cá nhân với lại trên các hội nhóm với nha. Mạnh có muốn làm một bình đinh lăng về nước là ôm về nhà luôn không Mạnh ơi? Anh
Hàng 6 cân 3 đấy. Hàng VIP luôn đấy. Gọi mạnh mà chả thấy mạnh thưa. Nhờ mọi người xem chia sẻ giúp cho em với nhá. Ây, mệt quá. Nay quất được 3 củ đinh lăng này om hết người. Đấy. Vịp 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 luôn. Thơm phức luôn. Đinh lăng rất là thơm. Đinh lăng già lâu năm rồi nó rất là thơm. Chào anh Khang Trịnh. Mệt lắm anh bạn. Lại chuẩn bị đến đóng tiền nhà rồi đây. Mạnh ơi. Gọi Mạnh từ nãy giờ chả thấy Mạnh lên tiếng đâu vậy Mạnh. Để dựng củ này lên cho mọi người xem nhá. Dựng củ này lên nhìn cho nó kỹ kỹ đi nhá. Đấy. Hàng ok luôn này. Ý. Lại tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Sắp chết rồi. Củ này 4 cân. Đấy. Rễ rất là nhiều, xun xuê luôn. Rễ rất là to. Đùa mấy củ đinh lăng này mình mà có tiền là mình rửa thật sạch. Xong rồi cho lên giường nằm ôm ngủ luôn. Đấy, nó rất là thơm. Chào anh Nguyễn Đông. Em đang bán đinh lăng ngâm rượu anh ơi. Thằng VIP luôn đấy. Củ này báo cáo với các anh là củ này là 6 cân 3. Đấy. Xuôi tít 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 luôn. Củ này là 4 cân. Chào anh Mẫn. Chào Nguyễn Thị Mai Hương, chào anh Mẫn nha. Thì hình này thế nào rồi anh Mẫn ơi? Đây củ này 4 cân anh Mẫn ơi. Củ này 5 cân nha anh. Củ này 5 cân. Đấy. Nhận vào bình luôn nhá. Em nhận vào bình luôn cho mọi người nhá. Củ này 5 cân này. Củ này 5 cân này. Củ này 4 cân này. Đây là củ 4 cân. Làm em cứ đợi anh cả ngày nay. Củ này của em là 6 cân 3. Xem tình mai có khả quan không nhanh Mẫn ơi. Mai có gì khả quan thì ba chia sẻ niềm vui luôn nhá. Nhờ anh Mẫn chia sẻ livestream, em đang livestream giúp em phát cho anh em ngoài Vĩnh Phúc có thích đinh lăng thì ủng hộ em củ. Đây anh ơi. Đinh lăng nếp luôn đấy nhá. Đấy, đinh lăng nếp.
Dạo này nhiều việc không anh Mẫn ơi? Dạo này nhiều việc không? Hàng rất là to luôn đấy. Củ cực kỳ là to luôn. Nhiều rễ. Xuôi tít tù mù luôn. Đấy. Hàng một thân đây anh ơi. Đây người ta gọi là hàng một thân đấy. Hàng một thân giống cái củ hôm nay anh gửi ảnh qua cho em đấy anh Mẫn. Củ một thân là cái củ ở đây này. Hôm nay anh gửi ảnh qua cho em đây. Hên xui anh ơi. Đừng bán anh Mẫn ơi. Cố gắng lấy được con máy rồi giờ bán làm gì. Cứ túc tắc đi anh ạ. Ông trời ông không phụ người. Người người siêng năng người cố gắng đâu. Chắc chắn đấy. Ông trời ông không phụ người siêng năng cố gắng đâu. Đây là hàng một thân này anh này. Hàng một thân đấy. Anh thấy cái đoạn này. Anh thấy cái đoạn này giống cái đoạn mà anh gửi cho em không? Nên là em bảo là anh lấy là ok. Cứ từ từ anh ạ. Tiếng lành đồn xa. Như bây giờ em nói anh đang có máy nhá. Nay anh bán đi khắc tự nhiên. Ở đâu lại có ông nào ông lại gọi điện đến ông lại thuê máy đi làm công trình thì làm thế nào được. Bây giờ đã mua máy, đã xác định mua máy để lập nghiệp để làm ăn rồi. Cũng hên. Em thấy chắc là có khi phải hơn gốc này đấy anh Mẫn ạ. Có khi phải hơn đấy anh ạ. Đây. À mà cũng ngang ngang nhau đấy anh ạ. Ngang ngang nhau. Ngang ngang nhau thôi anh ạ. Nhưng cái thân đấy nó dài hơn. Ok anh ơi. Cứ quất hết đi anh Mẫn ơi. Quất hết đi anh. Có cứ quất hết. Đây này. Phải chơi được cái loại này. Đấy. Đi đào mà không bị xước tí rễ nào này. Mai anh cứ mang cho em. Mai anh cứ mang cho em hai cái tô vít dài đi nhá. Mai anh cứ mang cho em hai cái tô vít dài dài đi. Để anh lên anh quất. Anh đừng đào bằng xẻng. Chào anh Tuấn. Đừng đào bằng xẻng cuốc. Hàng này không đào được bằng xẻng cuốc đâu anh ạ. Hàng này phải đào bằng tay với lại đào bộ đấy. Gọi là đào bộ với lại đào. Đào bằng tô vít thôi. Chứ mà đào bằng cuốc xẻng là gãy hết rễ luôn. Cái đinh lăng này rất là giòn. Đinh lăng này mà cho tí cuốc xẻng vào là hỏng hết luôn. Đây. Hàng này chưa rửa thôi. Hàng này mà rửa rồi, ai mà có con mắt nhìn hàng này mà rửa rồi thì đẹp tuyệt vời luôn. Hàng này mà rửa là đẹp tuyệt vời luôn đấy. Đúng rồi anh ơi. Nó tùy theo loại đất đấy anh Mẫn ạ. Nó tùy theo loại đất đấy. Nhưng mà đất ở ngoài anh là ok đấy. Mà thời điểm này thu mua đinh lăng thời điểm này là rất là tốt này. Bắt đầu là nó đang tích trữ gọi là bao nhiêu chất dinh dưỡng vào để nghỉ đông đấy. Thời điểm này là thu hoạch đinh lăng rất là tốt luôn. Thời điểm này đúng là thu hoạch đinh lăng rất là tốt luôn. Vì nó đang hấp thụ toàn bộ các cái chất tốt nhất để nó nghỉ đông mà. Đây là củ 4 cân này. Chào chị Baby Tèo. Ok anh Mẫn ơi làm việc đi, hỡi mà cần hỗ trợ là em bay ra luôn. Cần hỗ trợ là em phi ra luôn đấy. Nhưng mà đừng có bán máy xúc nhá. Thấy đi đào đinh lăng kiếm ăn được thì đừng có bán máy xúc nhá. Không ít bữa nữa là hết đinh lăng rồi là lại không mua được máy xúc đâu. Đấy. Hàng không quan trọng là nhiều thân hay là một thân. Quan trọng là cái chất đất của nó thôi. Không quan trọng là nhiều thân hay một thân đâu anh ạ. Quan trọng là cái chất đất của nó có phát triển được dễ hay không thôi.
đất mà ướt là rễ đinh lăng nó bị thối, tại vì nó tinh bột nó rất là nhiều, nó gặp nước nó bị thối. Chào anh Đỗ Ngọc Linh. Đấy. Mạnh ơi, giờ mới thèm phát biểu à Mạnh ơi? Giờ mới thèm phát biểu à Mạnh? Anh Đỗ Ngọc Linh cần dài. Có 3 gốc này thôi Mạnh ơi. Đất cứng mà khô là ok anh ạ. Đất cứng mà khô là ok. Mai anh làm việc được xong anh ra anh bơm nước cho nó no luôn đi. Bơm nước như kiểu ngập lụt luôn ấy. Sau anh hãng đào cho nó dễ. Đất cứng mới là ok anh ạ. Anh cứ ra anh đào đi. Anh ra anh đào thử một cây xem thế nào. Anh ra anh đào thử một cây xem nó thế nào. Hỡi mà dùng không hết thì để lại cho em nha anh Mẫn nhá. Dùng không hết thì để lại cho em nhá. Còn hỡi mà đi làm ở ngoài đấy mà thấy có hàng ngon ngon thì ới em tiếng nhá. Đấy, hàng một thân đây này. Một thân giống như của anh đấy. Mạnh ơi, Mạnh Mạnh Dạn ơi, Mạnh xăm chỗ ơi. Không biết uống rượu thì tập cho nó quen nhanh Mẫn ơi. Mình không uống nó thì nó uống mình, lo gì. Bố chào Bin. Nhất hoa mẫu đơn. Đúng rồi anh ơi, hoa mẫu đơn giờ người ta đang săn nhiều lắm anh Mẫn ạ. Hoa mẫu đơn giờ người ta đang săn nhiều lắm. Mẫu đơn với lại đinh lăng to này. Các cái loại củ đinh lăng to như thế này người ta đang săn rất là nhiều. Chỉ tầm độ 2 năm nữa thôi là hết hết đinh lăng to bán rồi. Gì vậy? Chào anh Mai Xuân Dũng. Đi xuống rửa chân tay để uống sữa để đi ngủ. Chào anh Dũng nhá. Đúng rồi, bố đang quay livestream quảng cáo cho đẹp. Tại vì củ đinh lăng nhà mình chưa rửa nên là nhìn chưa được đẹp mấy. Nhưng mà chưa rửa con thấy nó đẹp đẹp bố ạ. Đúng rồi, chưa rửa đã thấy đẹp đẹp chứ rửa rồi là đẹp hẳn luôn đấy. Anh Mẫn ở trên khu đấy còn nhiều cái loại như sáng nay anh chụp ảnh cho em không anh Dũng, anh Mẫn ơi? Anh Mẫn ơi, ở trên khu đấy còn nhiều loại như thế này, nhiều loại như của anh gửi ảnh cho em không? Ok, bác ngủ sớm đi, mai còn đi cày. Đúng rồi anh ơi, giờ thợ săn gần hết rồi. Hỡi mà có ới em nhá anh Mẫn nhá. Ok, anh ngủ sớm đi, mai anh đi cày anh ơi. Nó phản chiếu ánh sáng. Đây là Huki. Có một người nhận bán, có
Thôi đi vào đi ngủ đi con. Không sờ vào nó nữa, đi vào đi ngủ đi. Có bác nào chốt không các bác? Củ 5 kg. Đây là củ 5 kg này. Vào bình thì chắc chắn là phải vào bình 25,8 lít rồi. Đấy. Hàng đẹp như thế này nhưng mà hàng quá ok luôn nha các bác nhá. Về cho vào bình rượu thơm lừng luôn. Nhờ mọi người đang xem livestream chia sẻ hộ giúp em với cả nhà ơi, các bác ơi. Các bác xa gần chiến hữu các kiểu chia sẻ bài giúp em với các bác. Ba củ. Hàng quá ok luôn. Bác Long Phạm, bác Long Phạm ơi, em có 3 củ ạ. Mạnh ơi nhắn tin nhé Mạnh ơi. Bác Long Phạm ơi em có 3 củ, bác Long Phạm ơi, một củ này là 6 cân 3 này. Bác Long Phạm còn đấy không ạ? Củ này là 6 cân 3 này. 6 cân 3 này. Củ này là 4 cân này. Củ này là 5 cân này. Mạnh ơi, nó như củ này nó tầm cả rượu vào nó rơi vào hơn 4 triệu thì thôi. Đại gia quan trọng gì tiền nong, vấn đề là mình thích đẹp là được nhỉ. Đây ạ. Củ này là 5 cân. Củ này 5 cân này bác Long Phạm Long ơi. Bác Long Phạm Long còn ở đấy không ạ? Hỏi mà bác Long Phạm đang còn đấy, tí em nhắn tin cho bác Long Phạm nhá. Đấy. Em ở bên Nga Sơn đấy ạ. Em Nga Sơn. Anh em bạn bè nhá. Cần các loại đồ ngâm rượu gì về thì các bác cứ kết bạn Facebook với em. Đấy. Vào các bác ưng loại nào là các bác bịch loại đấy luôn. Tết về các bác. Bác Long Phạm ơi, củ em đang quay đây là 3 triệu bác ơi. Củ em đang quay đây là 3 triệu bác ạ. Củ em đang quay này là 3 triệu này. Củ đang quay này là 3 triệu ạ. Củ này đang quay là 3 triệu. Củ này 6 cân 3. Đấy. Củ này là 3 triệu. Đây ạ. Củ này là 6 cân 3 này bác Long Phạm ơi. Đấy. 6 cân 3 xuôi tít luôn. Củ này là 4 cân ạ. Củ này là 4 cân này bác Long Phạm ơi. Củ này 4 cân 1 triệu 6 này. Củ này 1 triệu 6. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Củ này 2 triệu ạ. Chào bác Vinh Nguyễn. Củ 5 cân này là 2 triệu ạ. Đây em chỉ bán củ thôi bác ơi. Bác Long Phạm Long ơi. Đây là em mới bán củ thôi nha bác nhá. Chưa có rượu, chưa có bình gì đâu bác. Đây là mới bán củ thôi. Chưa có rượu, chưa có bình gì đâu các bác. Đấy, củ này em bán giá là 2 triệu này. Củ không đấy nhá. Củ không đấy. Là 2 triệu. Các bác về thích
cho rượu gì thì các bác cho. Đi vào đi ngủ đi con. Đấy, củ này là 5 cân. Củ này 5 cân này, vào bình 25,8 lít này. Tí nữa em sẽ nhắn tin mẫu cho bác Long Phạm nhá. Củ này là 5 cân. Củ này là 4 cân. Có 3 củ nha các bác nhá. Có 3 củ ạ. Có 3 củ, một củ là 6 cân 3, một củ là 4 cân, một củ là 5 cân. Các bác thích củ nào thì các bác cứ lên tiếng nhá. Các bác thích củ nào các bác cứ lên tiếng nhá. Đấy. Ok Mạnh ơi, tí nhắn tin nhá Mạnh ơi. Tí nhắn tin nhá. Đây, củ này là 6 cân 3. 6 cân 3, hàng quá đẹp luôn các bác nhá. Củ này hàng quá đẹp luôn đấy. Củ này chưa rửa ráy gì thôi. Rửa ráy lên rồi các bác nhìn các bác phê luôn. Giống như những lần trước. Ok Mạnh ơi, nhận được tin nhắn rồi nha Mạnh ơi. Giống như những lần trước đấy. Giống như những lần trước. Cứ livestream mình livestream thì mình không rửa. Ok Mạnh ơi, đi nghỉ sớm đi, mai đi cầy. Mình livestream hàng này, hàng bán tươi luôn nên là mình không rửa. Nếu có rửa thì chỉ rửa qua thôi. Nhìn nó hơi thô một tí. Nhưng mà hàng đinh lăng này mọi người biết ấy, là rửa lên rồi nhìn nó rất là đẹp luôn. Đinh lăng này rửa lên rất là đẹp luôn này. Chào Tuấn Dương. Xơi củ này không ông? Củ này 6 cân 3 này. Củ này là 4 cân này. Củ này là 5 cân này. Củ này là 5 cân. Đấy. Củ này là 5 cân. Vào bình 25,8 lít rất là ok luôn này. Chào Duy nhá. Sắp về chưa Duy ơi? Thôi muộn rồi, em cũng không làm phiền các bác nữa. Livestream vậy chắc là bài nó sẽ hiện lên thôi. Đây nha các bác nha. Em có 3 củ này. Một củ là 6 cân, một củ là 4 cân và một củ là 5 cân. Các bác cần hàng thì các bác cứ nhắn tin cho em nhá. Các bác cần hàng các bác cứ nhắn tin cho em nhé các bác nhá, hoặc là alo số điện thoại của em đấy. Em có ghi số điện thoại của em ở trên đấy luôn cho các bác đấy ạ. Rồi. Chúc các bác ngủ ngon nhá. Tắt rồi nhỉ.